đất nước Việt Nam bước vào một mùa xuân mới, một mùa xuân yên bình trong độc lập tự do. Để góp phần cho Tổ quốc ta có được ngày hôm nay và những ngày này của 50 năm trước, mùa xuân năm 1968, cuộc tấn công chiến lược bất ngờ với quy mô lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam vào sào huyệt của đối phương ở các thành phố, thị xã lớn trên toàn miền Nam đã được ghi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta như là một mốc son tiêu biểu, một bước ngoặt chiến lược có ý nghĩa quyết định làm phá sản mọi chiến lược chiến tranh được Mỹ triển khai trước đó và buộc Mỹ phải đến bàn đàm phán ký kết Hiệp định Paris năm 1973, mở đầu cho việc kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, đem lại hòa bình, thống nhất cho dân tộc. Ngược dòng lịch sử hơn 70 năm về trước, ngay sau ngày độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một lá thư gửi đến Tổng thống Truman đề nghị Mỹ ủng hộ và công nhận nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng lá thư đã không có hồi âm. Không những thế, ngày 8 tháng 5 1950, Tổng thống Mỹ Truman đã ký văn kiện chính thức viện trợ cho Pháp ở Đông Dương và thậm chí còn lên kế hoạch trực tiếp tham chiến bằng lực lượng không quân và hải quân để cùng Pháp chống lại nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Đây được xem là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự dính líu của Mỹ vào Việt Nam. Tháng 4 năm 1954, tại Geneva và Thụy Sĩ, một hội nghị đã được các nước lớn gồm Mỹ, Anh, Pháp, Liên Xô và Trung Quốc triệu tập. Sau nhiều nỗ lực ngoại giao, ngày 20 tháng 7 1954, Việt Nam đã ký Hiệp định Geneva. Nhưng việc Mỹ tuyên bố không thừa nhận hiệp định đã dẫn tới một sai lầm mang tính lịch sử, gieo mầm cho một cuộc chiến tranh mới. Vĩ tuyến 17, từ ranh giới tạm thời, đã trở thành cột mốc phân chia hai miền Nam Bắc Việt Nam trong suốt 21 năm dài sau đó. Từ đây, lịch sử thế giới lại phải chứng kiến cuộc đối đầu định mệnh giữa Mỹ và Việt Nam trong một cuộc chiến được xem là lớn nhất của thế kỷ 20. Mùa thu năm 1954, sau thắng lợi Điện Biên Phủ, khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội, Bác Hồ đã đến thăm đền Hùng. Tại đây người căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam luôn thể hiện khát vọng tự do và độc lập mỗi khi phải đương đầu với các thế lực ngoại xâm hùng mạnh và tàn bạo. Dưới sự bảo trợ của Mỹ, tháng 5 1959, chính quyền Ngô Đình Diệm đã ban hành luật 10-59, phát động chiến dịch tố cộng, diệt cộng đẫm máu trên toàn miền Nam. Cách mạng miền Nam bị tổn thất nghiêm trọng. Tháng 1 1959, hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã họp và thông qua nghị quyết cho phép lực lượng cách mạng miền Nam sử dụng bạo lực để đánh đổ chính quyền Mỹ Diệm. Mỏ cày Bến Tre làm đồng khởi. Từ Bến Tre, phong trào lan rộng ra khắp miền Nam Việt Nam, Tây Nguyên và các nơi khác ở miền Trung. Thành công của phong trào đã thúc đẩy sự thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào ngày 20 tháng 12, 1960. Tháng 5 năm 1961, để đối phó với phong trào đồng khởi đang lan rộng khắp miền Nam, Johnson lúc đó làm phó tổng thống của Mỹ đã phổ biến chiến lược chiến tranh đặc biệt cho Ngô Đình Diệm. Chiến lược này hoạt động theo công thức quân đội Việt Nam Cộng Hòa được hỗ trợ bởi cố vấn Mỹ cộng vũ khí Mỹ và viện trợ kinh tế Mỹ. Tháng 1 1963, trận ấp Bắc diễn ra với thắng lợi thuộc về đội du kích địa phương và hai đại đội quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
Từ thắng lợi ấp Bắc, quân giải phóng liên tiếp mở nhiều đợt tấn công trên toàn miền Nam và đã giành được những thắng lợi quan trọng, góp phần đập tan chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Không từ bỏ dã tâm xâm lược của mình, đối với các nước láng giềng của Việt Nam, Mỹ đẩy mạnh chiến tranh đặc biệt ở Lào và dùng sức ép quân sự cũng như ngoại giao để ép nhằm buộc chính phủ Campuchia từ bỏ thái độ trung lập. Trước tình hình đó, tháng 12 1963, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị lần thứ 9 và thông qua nghị quyết ra sức phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi ở miền Nam. Hội nghị đã đi đến nhận định rằng tổng công kích, tổng khởi nghĩa sẽ là hướng phát triển tất yếu của cách mạng miền Nam để đạt tới toàn thắng. Tháng 8 1964, Mỹ đã dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ với việc hai khu trục hạm hộ tống USS Madoc và USS Tournejoy bị Hải quân Nhân dân Việt Nam tấn công. Thực tế, tàu khu trục USS Madoc đã xâm phạm lãnh hải của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đã bị Hải quân Nhân dân Việt Nam xua đuổi ra khỏi vùng biển. Vụ tấn công lần hai là không có thật và là sản phẩm của mưu đồ chính trị. 6 giờ sau cuộc tấn công tưởng tượng đó, Tổng thống Johnson đã ra lệnh trả đũa miền Bắc Việt Nam, bắt đầu một cuộc leo thang chiến tranh toàn diện trên cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Tháng 3, 1965, những đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng. Đế quốc Mỹ quyết định đưa quân Mỹ và quân đội một số nước đồng minh cùng một khối lượng lớn vũ khí, thiết bị chiến tranh hiện đại, phương tiện hậu cần ồ ạt vào miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm cao nhất, có đến nửa triệu quân Mỹ trực tiếp tham chiến, thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam Việt Nam. Quân xâm lược đã dùng không quân, hải quân mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm uy hiếp tinh thần kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Từ thực tiễn chống Mỹ cứu nước trên hai miền Nam Bắc, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế có liên quan, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 12, khóa 3, họp vào tháng 12, 1965, đã hạ quyết tâm chiến lược, động viên lực lượng của cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào. Lớp lớp những người con ưu tú của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, theo lời kêu gọi của Đảng và Bác, đã lên đường vào miền Nam, mang theo trong lòng khát vọng không gì lay chuyển được của người Việt Nam. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Sau 3 năm trực tiếp tham chiến, quân đội Mỹ ngày càng xa lầy và cuộc chiến tiến thoái lưỡng nan ở Việt Nam và chưa biết bao giờ kết thúc. Vì vậy, chính phủ Mỹ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tăng quân, tăng chi phí quân sự để thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Sức mạnh Mỹ được bộc lộ một cách toàn diện, từ những sư đoàn thiện chiến nhất, vũ khí hiện đại nhất đến chiến thuật phát minh quân sự tối tân nhất. Mỹ đã tiến hành những chiến dịch tìm diệt lớn trên chiến trường Việt Nam. Chỉ tính riêng về khối lượng bom đạn, Việt Nam đã phải hứng chịu gần 8 triệu tấn bom, gấp gần 3 lần tổng khối lượng bom đạn đã sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Nước Mỹ có 13 tàu sân bay thì có tới 12 chiếc đã tham chiến tại Việt Nam. Nhưng nước Mỹ đã chẳng thể đến gần hơn với mục tiêu chính trị của mình. Từ những đòn tấn công phủ đầu ở núi Thành, Vạn Tường, Playmen của quân và dân ta, những cuộc hành quân của Mỹ trong hai mùa khô 1965-1966 hay 1966-1967 đã nhanh chóng rơi vào bế tắc và buộc chúng phải từ bỏ nửa chừng kế hoạch tìm diệt và bình định.
Thế trận chiến tranh nhân dân của quân giải phóng linh hoạt và rất hiệu quả trong việc chống chọi với 500.000 quân Mỹ với những trang bị vũ khí tối tân hiện đại. Trong cái bức thư của Tổng thống Johnson gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 2 năm 1967 là tuyên bố là Mỹ cũng có thể là ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam, nhưng với điều kiện là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đưa quân vào miền Nam Việt Nam. Tức là vẫn đặt cái kẻ gọi là cái xâm lược với người bị xâm lược ngang nhau. Và do đó chúng ta hạ quyết tâm là đánh một cú thật mạnh vào cái ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải xuống một nấc thang chiến tranh trước khi chúng ta bước vào hội đàm với Mỹ. Hà Nội năm 1967 là nơi diễn ra những cuộc họp căng thẳng của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương để tìm một kế hoạch tác chiến trong chiến cuộc Đông Xuân 1967-1968. Đồng chí Lê Duẩn, khi trao đổi với Quân ủy Trung ương về kế hoạch chiến lược năm 1968, đã đề xuất giải pháp đánh thẳng vào sao huyệt địch trong các thành phố, thị xã. Ý tưởng này đã được Quân ủy Trung ương và Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng tán thành và trở thành quyết tâm chiến lược năm 1968. Vì vậy, Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu đã bắt tay xây dựng kế hoạch tác chiến có nội dung chuyển hướng tiến công chiến lược chủ yếu từ rừng núi, nông thôn vào đô thị, nhất là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, đã được Bộ Chính trị thông qua trong hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương khóa 3. Đây là một phát kiến sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đậm nét tinh thần chủ động và quyết đoán trong chỉ đạo chiến tranh nhân dân. Ngay trong tháng 12/1967, theo tinh thần nghị quyết Bộ Chính trị, đồng chí Hoàng Văn Thái cùng Trung ương Cục và Quân ủy miền đã gấp rút hoàn thành kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy, kế hoạch mang mật danh là kế hoạch X. Ta chủ trương dùng quân chủ lực miền Bắc tấn công, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Mỹ ở Khe Sanh. Đây là một đòn nghi binh chiến lược, đồng thời kéo giãn quân Mỹ ra khỏi Khe Sanh khi chúng hỗ trợ cho trọng điểm này, tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc tấn công vào các đô thị. Ngày 20 tháng 1, 1968, trước Tết Mậu Thân 10 ngày, chiến dịch nghi binh Khe Sanh Quảng Trị chính thức mở màn và kéo dài suốt 170 ngày đêm. Cả Nha Trắng và tướng Westmoreland đều không mảy may nghi ngờ về mục đích thật sự của cuộc tấn công này, nên đã quyết tâm phải giữ Khe Sanh bằng mọi giá. Vì thế, Khe Sanh trở thành một trong những chiến trường ác liệt nhất trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam. Tổng thống Johnson đã cho đắp một sa bàn Khe Sanh ngay trong Nhà Trắng. Hàng ngày, đến đấy hàng tiếng đồng hồ, ngồi cùng với các cố vấn quân sự để chờ đón tin tức và nghe ý kiến. Nhà Trắng coi đây là danh dự của nước Mỹ. Đêm ngày 6 dạng ngày 7 tháng 2, 1968, quân ta tấn công vào cứ điểm Làng Vây. Đặc biệt, những chiếc xe tăng của tiểu đoàn 198 lần đầu tiên xuất hiện và tham chiến đã gây kinh ngạc cho phía đối phương. Đến 8 giờ sáng, ta đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm này, đẩy căn cứ Tà Cơn và thế cô lập giữa lòng chảo Khe Sanh. Ngày 21 tháng 1, 1968, Trung ương Cục miền Nam đã ra nghị quyết tổ chức chỉ đạo kế hoạch tổng tiến công và nổi dậy ở khu Sài Gòn Chợ Lớn. Yếu tố bí mật được đặt lên hàng đầu và được các đặc phái viên từ ngoài Bắc vượt đường Trường Sơn vào từng chiến trường phổ biến trực tiếp cho một số cán bộ chủ chốt ở các địa phương. Các cơ sở cách mạng trong nội đô, những chiến sĩ thầm lặng đã may cờ giải phóng sẵn ở dưới hầm chờ quân giải phóng. Các bà các chị tay xách giỏ đi chợ, dưới là súng, trên là bó rau, vận chuyển vũ khí cho nội đô, che giấu quân giải phóng trong nhà chờ đến giờ tấn công. Tất cả các cán bộ chiến sĩ ta đều nung nấu một khát vọng là được đánh trận cuối cùng để giải phóng Sài Gòn
thống nhất đất nước. Hà Nội cũng như cả nước vẫn bình thản đón Tết Mậu Thân trong không khí thời chiến. Đêm 31 tháng 1, 1968, thời khắc lịch sử của giao thừa Tết Mậu Thân, đồng bào chiến sĩ cả nước lắng nghe lời của Bác trên làn sóng phát thanh. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Lời thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy lịch sử. Trên các đô thị ở bờ Nam khu vực vĩ tuyến 17, suốt từ Quảng Trị đến Cà Mau rung chuyển về những cuộc tổng tiến công đồng loạt của quân giải phóng. Các lực lượng vũ trang đã bất ngờ tấn công vào 4 trong số 6 thành phố lớn, 37 thị xã cùng hàng trăm thị trấn quận lỵ trên toàn miền Nam. Mỹ và quân đội Sài Gòn bị bất ngờ khi phải đối mặt với những đợt tấn công táo bạo liều lĩnh của quân giải phóng vào những mục tiêu khó tin nhất ngay giữa trung tâm thành phố. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy đã có địa phương tiến hành trước do miền Bắc đổi lịch sớm hơn một ngày. Đêm 30 tháng 1, 1968, ở khu Nam và Tây Nguyên, quân ta đã nổ súng sớm theo lịch mới, mở đầu từ Khánh Hòa, thị xã Tuy Hòa, Phú Yên, tiếp đến là thị trấn Tân Cảnh, Kon Tum, thị xã Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sài Gòn Gia Định được xác định là chiến trường trọng điểm của cuộc tổng tiến công. Đây là nơi có các mục tiêu quan trọng mà bằng bất cứ giá nào ta cũng phải đánh, với quyết tâm đánh thẳng vào ý chí xâm lược của kẻ thù. Năm mũi tấn công đồng loạt táo bạo của lực lượng biệt động, các tiểu đoàn mũi nhọn và bộ đội địa phương đã khiến cho quân địch hoàn toàn bất ngờ. Những mục tiêu mà người Mỹ cho rằng bất khả xâm phạm như Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Ngụy, Bộ Tư lệnh Hải quân Ngụy, Đài phát thanh Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất đều bị tấn công. Sự xuất hiện của lực lượng biệt động Sài Gòn Gia Định và quân chúng nổi dậy đã làm người Mỹ và chính quyền Sài Gòn thực sự hoảng loạn. Mục tiêu Đại sứ quán Mỹ được bổ sung sau cùng, nhưng lại là mục tiêu quan trọng nhất, tạo tiếng vang lớn nhất trong cuộc tổng tấn công. Một lực lượng hùng hậu lính Mỹ ở trên trời và dưới đất phải nỗ lực để giành lại tòa đại sứ của chính mình ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Cảnh sát quân sự Mỹ đã phải đổ bộ bằng máy bay lên thẳng xuống nóc nhà sứ quán ở Sài Gòn trong khói đạn để giành lại ngôi nhà được coi là chống du kích, nhưng lại bị Cộng sản chiếm trong hơn 6 giờ liền. Phẩm chất anh hùng của quần chúng cách mạng cùng sự hy sinh anh dũng của lực lượng biệt động thành đã góp phần làm nên thắng lợi chính trị vô giá của mùa xuân 1968. Đồng thời với lực lượng biệt động thành, các tiểu đoàn mũi nhọn trang bị gọn nhẹ từ các vùng ven cũng nhanh chóng tiến vào nội đô theo nhiều hướng. Xung quanh Sài Gòn Gia Định, các căn cứ quân sự, trụ sở quân đội của chính quyền Sài Gòn ở Biên Hòa, Bình Dương, Hậu Nghĩa, Long An cũng đồng loạt bị tấn công. Tinh thần cảm tử và quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của các anh hùng liệt sĩ biệt động năm xưa đã sống mãi với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, với non sông đất nước Việt Nam. Đến với thành phố Huế ngày nay, từng góc phố con đường đã không còn vết tích của bom đạn ngày nào. Ít người còn nhớ quân và dân Thừa Thiên Huế đã làm nên chiến công vẻ vang trong cuộc nổi dậy năm xưa, được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng 8 chữ vàng: tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường. Bao năm sống trong sự kìm kẹp của chế độ thực dân đế quốc, lòng người dân Huế vẫn hướng về cách mạng, hướng về ngọn cờ giải phóng dân tộc.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức hào hùng về những ngày kiên cường bám trụ vẫn còn nguyên trong tâm trí của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Huế. Năm 1968. 2 giờ 30 phút sáng ngày 31 tháng 1, 1968. Tiếng súng tấn công của quân giải phóng đồng loạt nổ ròn rã trong ngày đầu năm mới. Pháo binh của quân đội nhân dân Việt Nam đồng loạt bắn phá các mục tiêu của đối phương ở khu Tam Giác, khu Phan Xào Nam, khu Phú Bài, Đồng Toàn, Đông Ba. Lực lượng chủ lực và bộ đội địa phương của ta từ hai hướng tấn công vào phía Bắc và phía Nam sông Hương, mở đầu cho cuộc tổng tấn công vào nội thành Huế. Đến sáng cùng ngày, lá cờ của Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình thành phố Huế đã phần phật tung bay khắp nơi trong khu vực nội thành. Trong Tết Mậu Thân 1968, kỳ đài đã trở thành biểu tượng tinh thần của quân dân Huế trong suốt 25 ngày đêm giữ thành với những lời thề quyết tử. Tổng thống Mỹ Johnson đã ra lệnh phải chiếm lại Huế bằng mọi giá, dù phải phá hủy cả thành phố này. Và để tiêu diệt quân giải phóng, quân đội Mỹ còn sử dụng tối đa sức mạnh của các loại vũ khí có sức sát thương hàng loạt, thậm chí cả bom napalm. Mỹ đã dùng máy bay ném bom suốt ngày đêm. Pháo từ hạm đội 7 ngoài khơi Thái Bình Dương cũng đồng loạt bắn vào các mục tiêu treo cờ giải phóng với mức độ tàn khốc. Tôi thấy là trong những cái thời khắc mà nó quyết liệt nhất thì những cái ý chí của nhân dân ta, trong đó các tầng lớp, từ lớp già, lớp trẻ, thanh niên, các thứ như thế, những cái người ở ngay cả trong cái vùng địch bị tạm chiếm ấy, lại là hừng hực cái tinh thần yêu nước, và cái tinh thần yêu nước đó lại là sẵn sàng tham gia những cái để phục vụ cho cách mạng, để giành lấy thắng lợi. Thì tôi thấy đấy là cái vấn đề tuyệt vời. Biết bao nhiêu đồng bào và chiến sĩ ta đã hy sinh, nhưng sự hy sinh anh dũng của đồng bào chiến sĩ mặt trận Huế đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung về chính trị và ngoại giao của tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Lịch sử sẽ mãi ghi khúc ca bi tráng nhưng rất đỗi hào hùng của quân và dân Huế trong mùa xuân lịch sử 1968. Sau đợt 1 của Tết Mậu Thân 1968, phía Hoa Kỳ trì hoãn đàm phán Hội nghị Paris. Sau khi William Westmoreland bị cách chức, Mỹ và chính quyền Sài Gòn xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc ở trong và xung quanh các thành phố. Quân đội Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược quét và giữ với hy vọng đẩy chiến tranh ra xa các thành phố, thị xã có ý nghĩa chiến lược và mở các cuộc hành quân càn quét để ngăn chặn triệt để nguy cơ tấn công từ quân giải phóng. Cuối tháng 3 năm 1968, sau khi sơ bộ tổng kết đánh giá tình hình đợt 1, Trung ương Cục và Quân ủy miền Nam Việt Nam đã đề nghị với Trung ương Đảng ta cho mở đợt 2 cuộc tổng tấn công và nổi dậy vào mùa hè năm 1968. Đúng 0 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 1968, cả miền Nam lại rung chuyển bởi cuộc tấn công và nổi dậy lần thứ 2 của quân giải phóng. Trong tuần lễ đầu, đã có 30 thành phố, thị xã, thị trấn, quận lỵ, căn cứ địch suốt từ Trị Thiên đến Cà Mau, các tỉnh đồng bằng ven biển đến Tây Nguyên, đồng loạt bị ta tấn công và nổi dậy. Tại chiến trường trọng điểm Sài Gòn Gia Định, các đơn vị chủ lực trực tiếp tham gia chiến đấu, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương, năm hướng đồng loạt thọc sâu tấn công vào các mục tiêu trong nội thành như sân bay Tân Sơn Nhất, khu vực cầu chữ Y, trạm radar Phú Long, ngã ba Hàng Xanh, khu vực bàn cờ Vườn Chuối. Quân Mỹ ngụy phản kích dữ dội, thậm chí cho hàng chục lần chiếc máy bay A-37 ném bom bắn phá trong nội đô thành phố Sài Gòn. Đến ngày 24 tháng 5,
quân giải phóng tiếp tục cao điểm 2 của cuộc tổng tấn công lần này. Các đơn vị pháo binh của ta ở vùng ven Sài Gòn liên tiếp bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất, bến cảng Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Hải quân, Sứ quán Mỹ, lực lượng biệt động của ta phối hợp tập kích vào các khu vực Bình Hòa, Hàng Xanh, cầu Phú Đinh. Ngày 26 tháng 6, để bảo toàn tính mạng trước những đòn tấn công như vũ bão của quân giải phóng, quân Mỹ được lệnh rút khỏi Khe Xanh và phá hủy căn cứ. Cuộc rút quân được diễn ra bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ ra và bị báo chí Mỹ đưa tin rầm rộ. Vụ việc này góp phần gây thêm tiếng vang cho thành công chiến lược của ta, đẩy mạnh phong trào phản chiến tại Mỹ và cũng làm tăng khí thế cho quân giải phóng. Như lời Hồ Chủ tịch đã tổng kết, thắng lợi Khe Xanh đã mở đường cho những thắng lợi to lớn hơn nữa, mà thắng lợi quan trọng là cuộc tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân 1968. Song song với việc tìm cách làm yên lòng dư luận thế giới và nhân dân Mỹ tại miền Nam Việt Nam, Mỹ tìm mọi cách tăng cường sức mạnh quân sự, hòng giành lại thế chủ động trên chiến trường. Một mặt, Mỹ giáo diết thực hiện kế hoạch bình định cấp tốc ở nhiều vùng nông thôn rộng lớn. Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh tổng động viên. Cùng với gia tăng quân Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ đã chuyên chở một khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh hiện đại vào miền Nam Việt Nam. Phát huy khí thế tấn công của đợt 1 và đợt 2, từ ngày 17 tháng 8, 1968, ta mở đợt tấn công lần thứ 3. Chiến trường chính là Sài Gòn Gia Định và miền Đông Nam Bộ, khu 5. Ta chủ yếu dùng lực lượng pháo binh, đặc công, biệt động để phối hợp đồng loạt tiến công trên 27 thành phố và thị xã, hơn 100 thị trấn, quận lỵ và chi khu quân sự. Các sân bay, tổng kho hàng hóa quân sự cùng 6 bộ tư lệnh cấp sư đoàn của Mỹ và Sài Gòn cũng là mục tiêu tấn công của ta trong đợt này. Các đợt tấn công liên tục đã đạt được kết quả biểu dương sức mạnh của ta, bồi tiếp những đòn nặng và ý chí xâm lược và làm đảo lộn thế trận của quân Mỹ và chính quyền ngụy Sài Gòn. Sau này, cựu Tổng thống Mỹ Nixon đã thừa nhận, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, giới cầm quyền Mỹ đã không chỉ thua trên chiến trường, mà còn thua ngay trong lòng nước Mỹ. Vào năm 1968, thời điểm diễn ra cuộc tấn công Tết Mậu Thân, đã có một sự chuyển biến cốt lõi trong dư luận Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Tổng thống Johnson và chính phủ Mỹ đối diện với một cuộc chiến mà người Mỹ không thể thắng khi mọi sự thật của cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm Mậu Thân được phơi bày. Và nó đã bắt đầu làm thay đổi cách nhìn của người dân Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam. Biến cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam thành cuộc chiến tranh không được lòng người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sau sự kiện Tết Mậu Thân, nhiều nhân vật quan trọng trong nội các Mỹ lần lượt phải rời vị trí. Từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara đến tướng Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Đêm 31 tháng 3, 1968, Tổng thống Johnson tuyên bố chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam, sẵn sàng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, không tăng thêm quân theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Chiến trường và từ chối ra tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo. Lính Mỹ ở trên chiến trường miền Nam trở về Mỹ. Trước năm 1968, họ ra đi với tư cách là những người hùng đến giúp những đồng minh của nước Mỹ ở bên kia bờ Đại Dương. Vậy mà sau tuyên bố của Johnson, họ đã trở thành những người phải nhanh chóng cuốn gói ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nhiều người phải trở về nước trong chiếc quan tài kẽm. Cuộc chiến này đối với họ không còn như những gì mà chính phủ
và tổng thống của họ đã từng nói. Cái giá đã phải trả của nước Mỹ trong chiến tranh Việt Nam là cái chết của hơn 58.000 quân nhân Mỹ được khắc tên trên bức tường tưởng niệm ở Washington. Trong số đó, có đến hơn 14.000 người chết trận trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Trong hồi ký của mình, Ngoại trưởng Mỹ Kissinger đã cay đắng thốt lên: "Tôi nghĩ chiến tranh Việt Nam là một sự ngây thơ về lý tưởng. Đất nước phải mắc nợ những hy sinh của những thanh niên Mỹ." Minh chứng này đã gây xáo động và chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ và khiến người dân Mỹ mãi mãi không thể lãng quên bài học mang hai chữ Việt Nam. Cái tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân là một cái đoàn, nó quyết định, nó đánh sức mạnh vào cái ý chí xâm lược của Mỹ, và Mỹ cảm thấy rằng là không thể là tiếp tục cái cuộc chiến tranh đấy bằng, không thể thắng lợi bằng quân sự, mà phải tìm một con đường khác, là con đường phải làm nào mà bằng cái ngoại giao hay cái gì đó để rút ra. Ngày 27 tháng 1, 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Quân đội Mỹ chính thức rút khỏi cuộc chiến, mà nếu còn ở lại, sẽ không có hồi kết tốt đẹp dành cho họ. Đối với lịch sử, không có chiến dịch Mậu Thân 1968, chúng ta sẽ khó có thắng lợi trong đàm phán Paris 1973. Trở lại những chiến trường oanh liệt mùa xuân năm nào, các cựu chiến binh năm xưa vẫn giữ nguyên trong lòng ngọn lửa cách mạng của mình cũng như của các đồng đội đã ngã xuống. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, giữ trọn lời thề quyết tử trước giờ ra trận. Để rồi, khi xung trận, trong bom đạn ác liệt và khói lửa ngút trời, tinh thần chiến đấu quả cảm ấy đã viết nên những nguyên sử về lòng yêu nước, về những kỳ tích trong chiến tranh, về khát vọng hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc. Quân và dân ta đã thực sự viết nên bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh. Các nhà nghiên cứu cùng nhiều hội thảo khoa học đã khẳng định chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị chuyển hướng chiến lược từ tấn công rừng núi, nông thôn, đồng bằng về đô thị là một chủ trương hết sức chính xác, táo bạo và sáng tạo. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1968 là một minh chứng cho khát vọng rực cháy giải phóng quê hương đất nước. Đó là một thành công to lớn của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định, để lại những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để có thể vận dụng phát huy vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay. Đất nước ta đang đà phát triển. Các công trình mới được dựng xây trên nền tảng thành công của những chiến công năm nào. 50 mùa xuân đã qua. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968 vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là minh chứng hùng hồn khẳng định ý chí và sức mạnh to lớn của quyết tâm thống nhất để dựng xây cho non sông ta, đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.